Thưa quý vị, kết hôn nên vợ nên chồng khi chưa kịp sức tiếng cười của tuổi thơ, sau đó thì nhanh chóng chia tay và để lại hậu quả nặng nề cho bản thân và xã hội. Đó chính là những gì mà vấn nạn tảo hôn đi qua và để lại vết hằn cho nhiều mái ấm của bà con đồng bào. Vì nhiều lý do mà tảo hôn vẫn tồn tại, đồng nghĩa với đó là những tương lai bị tước đoạt, song gần như không có bất cứ một sự chống cự nào. Ngày xưa mình lấy chồng sớm, nên giờ sẽ không để con cháu nó lấy chồng lấy vợ sớm nữa. Vì em lấy chồng sớm quá nên giờ em vừa phải trông con vừa phải làm lụng. Cả nhà cũng thấy buồn, lại thấy thương nó. 16 tuổi lấy chồng vài năm trước đây, so với người đồng bào ED tại Buôn Đờ Hung, xã Cư Mờ Ga, huyện Cư Mờ Ga, không phải là quá sớm. Nhưng sau khi sinh được hai đứa con, chị Hờ Đô A Dun mới nhận ra sai lầm của mình. Trái ngược với ảo tưởng về một mái ấm chỉ có màu hồng là sự vất vả, thiếu thốn, chia tay là tất cả những gì còn lại ở cuộc hôn nhân này. Nếu được lựa chọn lại, em sẽ chọn đi học để có cuộc sống tốt hơn. Giờ lấy chồng, các con của em không được đến trường đúng độ tuổi và không có tiền để mua bỉm sữa. Ngày Hơ Mai Cơ Bua đi lấy chồng ở độ tuổi 17, cả nhà can ngăn, lấy chồng sớm, việc học hành kiếm con chữ bị dừng, cuộc sống quanh quẩn bên căn tạp hóa nhỏ và những việc lặt vặt phụ giúp gia đình. Em rất hối hận khi mà lấy chồng sớm, giờ cuộc sống khó khăn và vừa phải trông con vừa phải lo rất là nhiều thứ. Quan niệm lấy chồng lấy vợ sớm cho con để ổn định cuộc sống, gia đình lại có thêm nguồn lao động của đồng bào ED đã đỡ hơn trước đây. Tuy nhiên, tảo hôn vẫn là một phong tục lạc hậu ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dẫn đến vô vàn những hệ lụy. Tương lai của nhiều cặp vợ chồng trẻ, những đứa trẻ gần như bị bỏ ngỏ sau thứ gọi là lễ thành hôn. Hy hữu lắm, mới có vài năm một vụ do cái sự nhận thức lệch lạc của con em mà dẫn đến tình trạng mà kết hôn sớm hoặc là kết hôn cận huyết thống. Cả Hờ Đô và Hờ Mai đều lấy chồng sớm, một người đang tạm hài lòng với cuộc sống của mình, một người phải tìm hạnh phúc mới. Những mảnh đời tươi sáng bị ghì chặt tương lai vì tảo hôn. Tảo hôn như cái then cửa, đóng lại giấc mơ của trẻ thơ, mà ở đó chỉ còn lại những sự đổ vỡ, dang dở và tiếc nuối.